hãy cho biết nhiệm vụ hôm nay là gì? Hãy cho biết đây là thành phố thuộc tỉnh nào, nơi nào Nguyễn Huệ dừng chân, lệnh ngày khai hạ, đón xuân Long Thành. Hãy vượt qua thử thách để lấy gợi ý. Mình đi thực hiện thử thách thôi. Là chơi, di chuyển bốn que tre để tạo thành hai hình mũi tên khép kín. Đã có từ trước. Mũi tên này có khép kín đâu. Để mình thử lại cho. Đã được đâu mẹ? Để mẹ thử lại đã. À? Mũi tên vừa bị hở, còn dư ra một cây nữa. Em có biết làm rồi. Vậy à, con xếp đi. Yes. Bức tranh để thấy gợi ý. Con ba con bướm có nghĩa là gì vậy mẹ? Ba con bướm hả? À, ba là tam. Còn bướm là gì ta? Làm gì có thành phố nào là tam con bướm? À mẹ biết rồi. Con bướm còn được gọi là hồ điệp. À, đó chính là tam điệp. Đúng rồi, thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình. Yeah. Yeah. Yeah.